Nay chúng ta tiếp tập 21, bộ truyện Chân Linh Cửu Biến. Trong động phủ của cao cấp tu sĩ duy nhất khai mở trên Phi Linh Đảo, Lục Bình lấy được 5 món bảo vật. Món thứ nhất dĩ nhiên là Đoán Linh Đan, món thứ hai chính là Thiên Trung Túc với câu, trong sách tự, có ngàn chuông, là một đại hình không gian pháp khí hình quyển sách. Cái pháp khí này bản thân là một chỗ linh thảo viên, bị Phi Linh phái đại thần thông giả luyện chế vào trong một quyển sách. Có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Cái không gian pháp khí chứa linh thảo viên rộng đến 5 mẫu lớn nhỏ. Nhưng trong đó chỉ có một mẫu là trồng linh thảo, ước chừng có gần 40 cây thiên nhiên linh thảo cùng hơn 300 cây 500 năm linh thảo. Những linh thảo này bởi vì là ở trong pháp khí, hôm đó trong lúc đấu bảo, Lục Bình cũng không đem linh thảo trong pháp khí đào ra trình lên làm chi. Các chân nhân tại chỗ cũng không phát hiện trên người Lục Bình lại có một món pháp khí mang tính chất động thiên như vậy. Trở lại động phủ, Lục Bình đem cái pháp khí này mở ra, sau đó đặt trên linh thảo viên do hắn khai ích. Nhưng linh thảo viên trong cái pháp khí này không cách nào mở rộng ra thêm được. Nguyên nhân bởi vì cái pháp khí này dù có thể trực tiếp cùng linh mạch tương liên, cấp thụ linh khí vào trong pháp khí cung cấp cho linh thảo sinh trưởng. Nhưng trong động phủ của Lục Bình linh mạch chỉ đủ cung cấp cho Lục Bình tu luyện, còn chưa đủ để chống đỡ cho cái pháp khí này tiêu hao nhiều hơn nữa. Vì vậy, linh thảo viên trong pháp khí Thiên Trung Túc chỉ có thể trồng khoảng một mẫu, nếu sau này có linh mạch lớn hơn thì chuyện lại khác. Rất may, hiện giờ Lục Bình có thể đem thành thục linh thảo đào đi rồi đem linh thảo mới lần nữa trồng lên đó. Món bảo vật thứ ba chính là cái bồ đoàn mà Lục Bình bây giờ đang ngồi lên. Cái bồ đoàn này nghiêm chỉnh mà nói là một trận bàn, có thể tụ tập linh khí vượt qua xa cái tiểu tụ linh trận bồ đoàn mà Lục Bình trước ở chỗ Lâm Thịnh lấy được. Món bảo vật thứ tư là một hộp ngọc bên ngoài có đầy cấm chế. Lục Bình đã từng thử mở ra cấm chế phía trên đó, nhưng vô luận là thần thức hay là pháp lực cùng áp lên, cấm chế trên đó đều không chút động tĩnh. Hiển nhiên là Lục Bình tu vi không đủ, điều này làm cho hắn rất ủ rũ. Món bảo vật thứ năm chính là ngọc giản Lục Bình bây giờ cầm trong tay. Cái ngọc giản này trong có ghi lại tu luyện pháp quyết, gọi là Phi Linh Đạo Hải Quyết. Loại pháp quyết này sở dĩ hấp dẫn Lục Bình là bởi vì nó thứ Lục Bình tu luyện, Lâm Hải Thính Đạo Quyết, đồng chúc cùng nguyên. Phương thức tu luyện của hai loại pháp quyết cũng đại đồng tiểu dị, những biểu hiện cuối cùng thì không giống nhau. Lâm Hải Thính Đạo Quyết, nặng về tu luyện pháp lực tích lũy hùng hậu. Theo đuổi pháp lực trong cơ thể giống như sông lớn Trường Hà hao hao thăng thăng hội tụ về biển lớn. Rồi nó lại như biển rộng vậy, trầm tĩnh mặt ngoài nhưng ẩn chứa tuyệt đại năng lượng, là một loại cảm mộ đối với bản thân của nước, là một loại thủy trúc tính vương đạo công pháp. Trong khi đó, Phi Linh Đạo Hải Quyết lại bất đồng. Nó chú trọng chính là trong lúc tu luyện pháp lực vận hành cuồng bạo, theo đuổi chính là pháp lực trong cơ thể giống như phiếm làm hồng lưu tịch quyền hết thảy. Rồi nó giống như biển lớn bị chọc giận vậy, dâng lên từng đợt sóng lớn ngập trời, hủy diệt hết thảy. Đây là một loại giá ngự đối với bản thân của nước, là một thủy trúc tính bá đạo công pháp. Lục Bình không ngừng nghiên cứu so sánh hai loại công pháp, càng lúc càng cảm thấy hai loại công pháp này đồng căn đồng nguyên. Giữa hai thứ nhất định tồn tại một mối liên hệ vô cùng mật thiết, bản thân chính là một loại công pháp cũng không chừng. Chẳng lẽ bản thân Lâm Hải Thính Đạo Quyết của bổn phái chính là có được từ Phi Linh Đạo truyền thừa. Nghĩ đến, Lâm Hải Thính Đạo Quyết ở bổn phái xuất hiện rồi từ từ hoàn thiện chính là từ hơn 3.000 năm trước do một vị pháp tướng lão tổ đảm nhiệm. Và đây là giai đoạn sau khi Phi Linh phái bị tiêu diệt, Lục Bình trong lòng nắm chắc hơn mấy phần. Chẳng qua hai loại công pháp này nếu như bị mở chia ra thành hai loại công pháp, thì nguyên nhân chia tách đó là gì? Lục Bình cũng nghĩ không rõ lắm, vì vậy đơn giản là tự mình tu luyện một phen chẳng phải sẽ hiểu rõ hơn. Lục Bình đem hai loại công pháp ở trong người, đồng thời vận hành, phát hiện hai loại công pháp này nguyên bổn chính là đồng nguyên chi thủy vậy. Pháp lực sinh ra ở trong huyết mạch nhanh chóng hoàn toàn hợp lưu, chẳng phân biệt được cái nào là cái nào. Ở huyết mạch trong vận hành, từng tia pháp lực tinh thuần càng ngày càng hùng hậu từ trong huyết mạch sản sinh ra. Hội tụ đến tâm hạch không gian, nhập vào trên dung huyết châu. Loại pháp lực tân sinh này so với Lục Bình trước đó tu luyện ra pháp lực càng thêm tinh thuần hùng hậu hơn.
Hơn nữa pháp lực vận xử càng có uy lực cường đại hơn, bên trong ẩn chứa một loại khí tức bạo liệt phá phổi, hiển nhiên là phi linh đạo hải quyết đặc tính. Hai loại công pháp này nhập lại tuyệt đối là một pháp quyết cao minh hơn, Lục Bình bây giờ đã có thể xác định rõ ràng. Chẳng qua là ở dưới hai loại công pháp vận hành hỗ tương tác dụng lẫn nhau, pháp lực tuần hoàn với tốc độ thấp hơn gấp đôi. Mà mỗi một tia pháp lực đản sanh ra mặc dù uy lực cường đại, nhưng cái một tia pháp lực có dung lượng so với đơn độc tu luyện, Lâm Hải Thính Đạo Quyết ít đi một nửa. Nói cách khác, khi Lục Bình đem hai loại công pháp đồng thời tu luyện, pháp quyết uy lực và sự hùng hậu đều mạnh gấp đôi, nhưng tốc độ tu luyện lại chậm đi gấp 4 lần. Lục Bình do dự. Hai loại công pháp hợp hai làm một, hiển nhiên căn cơ càng chắc chắn hơn, thực lực cường hãn hơn, nhưng thời gian tu luyện lại nhiều gấp 4. Đây đối với Lục Bình lấy truy cầu trường sinh là mục đích, buộc phải thời khắc cùng thời gian chạy đua mà nói, hiển nhiên là một loại khảo nghiệm. Điều này cũng có thể là nguyên nhân căn bản khiến cho tiền bối tu sĩ đem loại công quyết này chia ra làm hai. Lục Bình đắn đo liên tục, cuối cùng quyết định vẫn đem hai loại công pháp hợp hai làm một tiến hành tu luyện. Đã có đồ tốt hơn, tại sao còn phải dùng thứ kém hơn một gấp? Đây chính là suy nghĩ của Lục Bình. Lục Bình sau khi trở lại Hoàng Ly Đảo, liền tiến vào bế quan trạng thái, muốn đem hai loại công pháp này hợp lại làm một, đồng thời còn muốn đem tu vi đã tu luyện tới dung huyết tầng 3 tu vi lần nữa xử lý lại một lần. Muốn đem tu luyện, Lâm Hải Thính Đạo Quyết, ngưng kết mà thành 3 viên dung huyết châu lần nữa ngưng kết lại, đổi thành pháp lực Lục Bình mới mệnh danh là Bắc Hải Thính Đạo Quyết. Điều này cũng có ý nghĩa Lục Bình trong đoạn thời gian gần nhất tu vi không có tiến bộ. Bởi vì Lục Bình trước mắt chỉ có Lâm Hải Thính Đạo Quyết, dung huyết kỳ công pháp, mà Phi Linh Đạo Hải Quyết là một bộ hoàn chỉnh chân truyền công pháp tu luyện tới pháp tướng hậu kỳ. Vì vậy, Lục Bình cũng chỉ có thể dung hợp Bắc Hải Thính Đạo Quyết, hoàn thiện đến dung huyết kỳ, Thính Đạo Bát Pháp cũng biến thành Bắc Hải Thập Nhị Pháp. Lâm Hải Thính Đạo Quyết, dung huyết kỳ mang theo 8 loại pháp thuật đính kèm có 4 loại tương đồng với Phi Linh Đạo Hải Quyết, dung huyết kỳ 8 loại đính kèm pháp thuật. Đây cũng là một ý cứ khiến Lục Bình xác định hai thứ là đồng nguyên. Lục Bình lần nữa tu luyện Bắc Hải Thính Đạo Quyết, đem 3 viên dung huyết châu đổi lại do Bắc Hải Thính Đạo Quyết pháp lực ngưng kết. Đây là một thứ công phu xây đắp lâu dài. Lục Bình trước đây tốc độ tu luyện vốn là có chút nhanh, hiện giờ cũng không gấp. Ở dưới sự bảo vệ của Băng Hà Sát Trận, an dật trải qua cuộc sống bế quan. Nhờ một lượng lớn trăm năm linh thảo tích lũy, thuật luyện đan của Lục Bình rốt cục lần nữa có đột phá. Luyện huyết hậu kỳ đan dược rốt cục được hắn củng cố đến 5 tầng thành đan xuất. Hiện giờ, trong Hoàng Ly Đảo đan phù các bày bán các loại luyện huyết kỳ đan dược đều là do Lục Bình luyện chế ra. Sau khi khai phóng hải cấm, các tu sĩ rốt cục vượt qua thời kỳ dò xét lúc ban đầu, đại lượng tu sĩ bắt đầu lỗ rối rít tràn vào hoán trùng hải vực. Hơn nữa, xu thế này đang ngày càng khuếch đại, Hoàng Ly Đảo cũng đã bắt đầu dần dần phồn hoa, tu sĩ dừng lại trên đảo cũng dần dần từ luyện huyết kỳ làm chủ biến thành lấy dung huyết kỳ làm chủ. Cửa hàng của Lục Bình, Hồ Lệ Lệ cùng Trần Luyện 3 người cũng bắt đầu lời. Lục Bình tung ra gần 2 vạn linh thạch cũng bắt đầu từ từ thu hồi tiền vốn. Đám người Lý Tử Minh phụ tử cùng Lâm Thính lúc đầu ở trên đảo cười nhạo Lục Bình cầm linh thạch mốc nước trôi, bây giờ nín miệng cầm hơi, hối hận mình ban đầu tại sao không mướn mấy tòa cửa hàng. Bây giờ họ có thiết thì đã chậm, tu sĩ thương nhân có khứu giác bén nhạy đã sớm đem các cửa hàng trong Hoàng Ly Đảo phường thị mua sạch. Hồ Lệ Lệ ngay từ đầu đối với Lục Bình đại thủ bút cũng có thái độ hoài nghi, sau đó mắt thấy Hoàng Ly Đảo càng ngày càng phồn hoa, Lục Bình đầu tiên là đi Phi Linh Đảo, sau khi trở lại bế quan, căn bản không quản chuyện của cửa hàng. Nàng chỉ đành phải tiếp lấy mọi chuyện, hơn nữa nhanh chóng si mê loại cảm giác kiếm linh thạch này, đem bao gồm cả Trần Luyện luyện khí phố xử lý đầu ra đó hết. Trần Luyện mấy lần đùa giỡn nói Hồ Lệ Lệ càng ngày càng có khí phái lão bản. Hồ Lệ Lệ lúc đầu thì còn mặt đỏ tới mang tai, sau đó có nghe thì cứ nghe vậy, sau nữa dứt khoát đối với Trần Luyện lật ngược trào phúng. Nếu có nhiều linh thạch như vậy, làm lão bản nương thì có gì không ổn, khiến cho Trần Luyện á khẩu không trả lời được.
Lý Tử Minh phủ từ đỏ mắt sản nghiệp trong phường thị của ba người, biết ba chỗ cửa hàng này trên danh nghĩa thuộc về ba người, nhưng thực tế là do một mình Lục Bình bỏ tiền ra mướn. Vì vậy, khi Lục Bình tham gia chuyến đi Phi Linh Đảo, liền ngóng xem hắn có chết ở trên đó không. Nếu như vậy, cha con ý có thể sử dụng chút thủ đoạn, đem ba chỗ cửa hàng này tiếp tới tay. Sau đó Lục Bình từ Phi Linh Đảo bình an trở về, phụ tử hai người thất vọng vô cùng. Hai người lại nảy ra một kế, hướng môn phái báo cáo nói, Hoàng Ly Đảo phường thị ngày càng phồn hoa, hy vọng môn phái có thể đem các cửa hàng giải rác toàn bộ thu hồi, rồi sai phái bổn phái tu sĩ kinh doanh quản lý, vì môn phái phát tài. Lý Tử Minh này cũng có chút thông minh, biết ở trên đảo những đại hình cửa hàng kia sau lưng đều có bối cảnh, không phải là thứ để mình có thể chọc vào. Trong báo cáo chẳng qua là nói tới những cửa hàng, giải rác, những thứ này phần nhiều là do tu sĩ bình thường có vốn nhỏ kinh doanh, không dính dấp lớn thế lực, mục đích dĩ nhiên là nhằm vào Lục Bình cùng mọi người. Về phần sau khi thu hồi cửa hàng, sai phái người nào trong môn phái kinh doanh quản lý, trừ Lý Tử Minh bây giờ ở Hoàng Ly Đảo thực tế quản sự còn có thể là ai khác nữa. Lục Bình từ Hồ Lệ Lệ nghe nói những chuyện này, chẳng qua chỉ khinh thường cười một tiếng, đối với Hồ Lệ Lệ nói. Cứ để cho bọn họ hồ đồ gây sự, không cần để ý tới. Quả nhiên, Lý Tử Minh báo cáo giao lên Huyền Kỳ Đảo, Lưu Tiên trực tiếp lấy đọc, liền giao cho Khúc Chân Nhân. Khúc Chân Nhân nhìn cũng không thèm nhìn, tiện tay ném một cái vào sọt rác. Báo cáo của Lý Tử Minh liền không âm tín. Lục Bình trở về, đem ngọc giản liên quan tới trận pháp thu hoạch trên Phi Linh Đảo toàn bộ làm lễ vật, tặng cho Hồ Lệ Lệ. Đồng thời, quà tặng còn kèm theo một khối trận bàn cùng tùy thân pháp khí của Thủy Yên các tu sĩ. Điều này làm cho Hồ Lệ Lệ rất mừng rỡ, vội vàng mang theo những thứ đồ này trở về động phủ của mình nghiên cứu. Ở chỗ trần luyện, Lục Bình trực tiếp đem những thứ linh tài mình ở trên Phi Linh Đảo thu hoạch mỗi dạng đều đưa hắn một ít làm vốn, cung cấp cho trần luyện nghiên cứu và mài rũa luyện khí kỳ xảo. Điều này làm cho trần luyện rất nghi hoặc nhìn Lục Bình, nói. Người đây là ở trên Phi Linh Đảo giết người cướp của phải không? Câu này nói đúng phân nửa, khiến cho Lục Bình buồn bực một trận. Hắn vốn định đưa cho Trần Luyện món thượng cấp pháp khí luyện khí lô kia, nhưng bây giờ tạm thời chờ một chút hãy tính. Bây giờ Trần Luyện tài nghệ luyện khí mặc dù không thấp, nhưng dung huyết tầng 2 tu vi sử dụng thượng cấp luyện khí lô vẫn còn có chút miễn cưỡng, hơn nữa còn có thể khiến cho người ta thèm muốn. 12 tháng 4, đại hội phách mại dành cho dung huyết kỳ tu sĩ ở địa Khôn Đảo sẽ bắt đầu cuộc sống. Bởi vì hải cấm mở ra ảnh hưởng, lần phách lại đại hội này có quy mô có thể nói là lớn chưa từng bao giờ có, chẳng những tu sĩ nhân số tăng nhiều, hơn nữa trong nửa năm qua, tu sĩ ra biển trở về thu hoạch được các chân quý linh tài cũng đem ra phách mại hội ta đấu giá, làm cho phách mại hội có nội dung vô cùng phong phú. Lục Bình vốn là không muốn tới tham gia lần đầu giá này. Hắn dùng Bắc Hải Thính Đào Quyết trọng tân ngưng luyện pháp lực của bản thân tới thời khắc mấu chốt. Hơn nữa Lục Bình trước mắt không cần gấp các tu luyện dụng phẩm lắm. Nhưng bất ngờ ở đêm trước phách mại hội, Diêu Dũng, Đỗ Phong, Sử Linh Linh, Trung Kiếm, Mã Ngọc, Lãnh Thiến, Ngưu Đại Tráng, Trình Khiết 8 người không hẹn mà cùng tới Hoàng Ly Đảo. Diêu Dũng cùng mọi người dĩ nhiên là tới mời Lục Bình cùng Hồ Lệ Lệ cùng đi. Ngưu Đại Tráng cùng Trình Khiết hai người cũng đến tìm Hồ Lệ Lệ. Thịnh tình không thể chối từ, Lục Bình không thể làm gì khác hơn là xuất quan, thuận tiện gọi luôn Trần Luyện, 11 người hảo hảo đáng đáng hướng địa Khôn Đảo đi tới. Phách mại hội tràng sớm đã đầy ắp cả người. Đa bảo các phản ứng nhanh chóng, lập tức và kịp thời khoách đại kích thước phách mại hội tràng. Nhưng hiện trường vẫn còn có cảm giác chật chội. Lục Bình đại khái nhìn quanh, suy đoán dung huyết kỳ tu sĩ ở hiện trường ước chừng hơn ngàn. Sử Linh Linh bảo oán nói, làm sao lại nhiều người như vậy, nếu luyện huyết kỳ thì hay biết mấy, chúng ta còn có thể trực tiếp vào trong bao gian dành cho khách quý. Bây giờ đến dung huyết kỳ ngược lại không được nữa. Nhà ta người lớn chê ta tu vi thấp, không cho ta thiệp mời, đòi ta theo bọn họ tham gia, ta đây mới không thèm. Mọi người biết Sử Linh Linh thân phận không tầm thường, hơn nữa tuổi tác cũng nhỏ nhất,
đều khẽ mỉm cười, chẳng qua là nghe nàng oán trách. Kể từ sau khi khai phóng hải cấm, mọi người tu vi đều có tăng trưởng. Lục Bình đạt tới dung huyết tầng 3 không nói, Diêu Dũng, Đỗ Phong, Trung Kiếm ba người cũng thành công lên cấp dung huyết tầng 2. Mã Ngọc mặc dù còn chưa đột phá đến tầng 3, nhưng cũng đến dung huyết tầng 2 điên phong. Hồ Lệ Lệ đột phá dung huyết kỳ hơi trễ, bây giờ cũng đến dung huyết một tầng điên phong. Sử Linh Linh, Lãnh Thiến, Trịnh Khiết cùng Ngưu Đại Tráng bốn người còn lại mới vừa đột phá dung huyết kỳ. Tu sĩ tới tham gia phách bài hội, phần lớn là có tu vi từ dung huyết trung kỳ trở lên. Dung huyết sơ kỳ cũng hiếm thấy. Dù sao phách bài hội lấy đối tượng đều là tinh anh trong cùng cấp tu sĩ, hoặc là người có tài sản phong phú. Sử Linh Linh cùng mọi người chỉ mới là dung huyết sơ kỳ tiểu tu sĩ, tự nhiên không lọt vào mắt nhân viên quản lý ở hội trường. Mọi người ở đây tính toán nộp 500 linh thạch nhập môn phí, sau đó ở hội trường chọn một chỗ trong góc trong kẹt kiến thức một phen, thì Lục Bình đã lấy một tờ thỉnh giản đưa ra. Hội trường thủ vệ thấy Lục Bình có thiệp mời, không để ý tới những tu sĩ này chỉ có dung huyết sơ kỳ tu vi, vội vàng khách khí nói. Đây là thiệp mời khách quý, có thể hưởng thụ khách quý bao gian, chư vị mời đi theo ta. Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc nhìn Lục Bình, hắn nhún nhún vai, nói. Thường ở chỗ này mua vài món đồ, cùng quân sự nơi này quen biết, liền đòi một cái thỉnh giản để tới đây chơi. Sử Linh Linh cười duyên một tiếng, nói. Tin người mới là lạ, mọi người theo đa bảo các thủ vệ đi tới một chiếc cái truyền tống trận, thủ vệ nói. Cái truyền tống trận này là vì để giữ bí mật thân phận đặc biệt của khách quý mà thành lập. Thiệp mời của chư vị chính là truyền tống trận khởi động phù lục, có thể đem chư vị đưa tới một căn phòng nhỏ tùy ý nào đó, và ngay cả đa bảo các ta cũng không biết chư vị chỗ ở bao gian số nào. Tất cả mọi người đều than đa bảo các sự sự kín đáo. 11 người bước đến trên truyền tống trận, thiệp mời trong tay Lục Bình sáng mở chợt lóe, mọi người đã xuất hiện ở trong bao gian số 19. Xuyên thấu qua bao gian, có thể nhìn thấy tràng diện khổng lồ trong phách bài hội tràng với hơn ngàn dung huyết kỳ tu sĩ. Đợi đến khi mọi người tự tìm chỗ ngồi xong, trên bàn đá trong bao gian đột nhiên ánh sáng chợt lóe, 11 cái chén trà bằng ngọc xuất hiện ở phía trên, lượn lờ dâng lên khói xanh. Chính là trà mà Lục Ta Bình trước đó dùng để chiêu đãi Hồ Lệ Lệ Khải Vân trà. Mọi người mới đầu còn đối với loại trường hợp này không thích ứng, đặc biệt là Lục Bình có thể có được thiệp mời, giúp cho mọi người rối rít tò mò thân phận của hắn. Vô hình chung Lục Bình phảng phất ở trong mắt mọi người trở nên xa lạ, ngay cả người thành thật giống như Ngưu Đại Tráng vậy ở trong bao gian cũng rất là câu nệ. Hồ Lệ Lệ, Lạc Lạc cười nói. Cái này xem ra chính là bình đài mà phách lại hội trang dùng để giao dịch rồi. Tu sĩ sau khi gọi giá thành công, đem linh thạch để ở trên vi hình truyền tống bình đài nơi này. Bên bán đấu giá sau khi tiếp thu, sẽ đem vật tu sĩ đầu được lần nữa thông qua truyền tống bình đài đưa vào trong bao gian. Hồ Lệ Lệ vừa nói, vừa đem nước trà đưa cho mọi người. Nàng là người bác văn cường thức, lại khéo ăn nói, nhất là biết điều chỉnh không khí. Một hồi liền khiến mọi người hết đi sự câu nệ. Bao gian chốc lát đầy tiếng nói cười, rất nhanh quên mất chuyện liên quan tới thiệp mời. Ngay cả Ngưu Đại Tráng, Trịnh Khiết cùng Trấn Luyện ba tu sĩ mới gia nhập cũng nhanh chóng làm quen rồi thân lúc nào không hay. Thật ra thì Lục Bình làm gì có thân phận gì, chỉ là bởi vì hắn ở luyện huyết kỳ đã ở trong phách bài hội có không nhỏ tiêu phí ký lục. Sau khi tiến vào dung huyết kỳ, hắn cùng đa bảo các lại có mấy lần giao dịch số ngạch không nhỏ, khiến cho cổ quản sự phụ trách cùng hắn giao dịch đối với hắn rất coi trọng, thế mới cho hắn một tờ thỉnh giản. Chẳng qua là trong chuyện này có dính dáng đến ba viên dung huyết châu của Huyền Linh phái Kiều Hy Bằng. Vì vậy, Lục Bình không tiện giải thích, phách bài hội rất nhanh liền tuyên bố bắt đầu. Trong bao gian, tất cả mọi người đều bị các đồ vật xuất hiện trên phách bài hội hấp dẫn tâm thần. Chỉ có Lục Bình đối với những thứ này không quá để ý, ở trong bao gian vừa lặng lẽ hành công, ngưng luyện, Bắc Hải Thính Đào Quyết, pháp lực, đồng thời mở ra linh thú đại, ba con rắn nhỏ dài khoảng một thước, bên ngoài lóng lánh vô cùng, quấn vòng quanh tay phải của hắn leo lên leo xuống.
ba con rắn nhỏ này chính là lục bình từ ba cái trứng của Bích Hải Linh xà ấp nở ra. Bởi vì ở trong quá trình ấp trứng, lục bình một mực dùng pháp lực của mình tăng cường sinh cơ cho ba trứng linh và cùng rút ngắn quá trình ấp trứng. Vì vậy, ba con rắn nhỏ đối với khí thức của lục bình vô cùng quen thuộc cùng mê luyến, coi lục bình như là cha mẹ của mình vậy. Ba con rắn nhỏ một con màu xanh, một con màu lam đen, một con màu trắng bóng, chia ra bị lục bình đặt tên là lục bích, lục hải, lục linh, lấy nghĩa từ câu bích hải linh xà. Trong bao gian, mọi người thấy lục bình nuôi ba con rắn làm linh thú sủng vật, mấy nữ sĩ còn cười nhạo lục bình ác thú vị, đem yêu thú âm trầm kinh khủng như vậy làm linh sủng. Đợi đến khi mọi người thấy ba con rắn nhỏ xinh đẹp giống như thủy tinh vậy, lại bắt đầu kinh ngạc với sự khả ái của chúng. Chỉ có điều mọi người đối với xà có sự sợ hãi thiên nhiên, chỉ ở xa mà nhìn chứ không dám chơi đùa với chúng. Khi còn bé, Bích Hải Linh xà cùng xà yêu bình thường không có sự khác biệt lớn. Vì vậy, mọi người trong đó, cho dù là Hồ Lệ Lệ, cũng không phát hiện ba con rắn nhỏ này là đại danh đỉnh đỉnh Bích Hải Linh xà trong giới yêu thú. Lục Bình đem ba viên đan dược do hắn đặc biệt vì ba con linh và luyện chế nhất nhất đút cho chúng, lại đem yêu thú loại thịt còn nhỏ mua từ tu sĩ quay về từ Hoãn Trung Hải vực đút cho chúng một ít. Thấy ba con rắn nhỏ ăn uống no đủ, lười biếng không nhúc nhích, hắn lúc này mới đem bọn chúng thu vào trong linh thú đài. Lúc này, trên phách mại hội đang đấu giá thượng cấp pháp khí phi kiếm, Lục Bình nhìn quanh, so với mình phi dực kiếm có chỗ không bằng, liền có chút không thèm để ý, trong khi đám người Hồ Lệ Lệ đang xem đam mê thích thú vô cùng. 6.200 linh thạch, vị đạo hữu này ra giá 6.200 linh thạch, chư vị ở đây có đạo hữu nào còn ra giá nữa hay không? Thượng cấp linh tài hỏa diễm thiết tỉ mỉ luyện chế mà thành thượng cấp hóa thuộc tính phi kiếm, chất lượng thượng tầng, là tu luyện hóa thuộc tính công pháp dung huyết kỳ tổ tu sĩ nên chọn đầu tiên. Chủ trì buổi bán đấu giá này chính là cổ chủ sự mà Lục Bình quen thuộc. Diêu Dũng cũng đối với thanh phi kiếm này hứng thú không nhỏ, bất quá hắn đã được Húc Huyền Thành chân nhân nội định đệ tử. Húc chân nhân đã sớm cam kết sau khi hắn lên cấp dung huyết trung kỳ, liền thưởng cho hắn một thanh hóa thuộc tính thượng cấp pháp khí, cho nên mới không tham dự đấu giá thanh phi kiếm này. Trải qua cổ chủ sự hết sức tuyên truyền, cái pháp khí này cuối cùng thành giao với giá 7.000 linh thạch. Kế tiếp sẽ đấu giá định cấp đan dược thích dùng cho dung huyết sơ kỳ, Bích Linh Đan. Loại đan dược này tin tưởng chư vị cho dù chưa từng thấy qua, cũng có từng nghe tới. Nó là một trong mấy loại tu luyện đan dược cao cấp nhất mà dung huyết sơ kỳ tu sĩ có thể dùng đến. Mỗi viên đan dược hiệu dụng so với dung huyết sơ kỳ tu luyện đan dược bình thường nhiều hơn một nửa. Những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều, năm bình Bích Linh Đan cùng đấu giá một lượt. Giá bắt đầu 6.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 linh thạch. Bây giờ bắt đầu ra giá, cổ chủ chuyện vừa dứt lời, Lục Bình tinh thần rung lên. Loại cao cấp đan dược này đúng là hắn trước mắt cần thiết nhất. Nhưng chỉ cần là dung huyết sơ kỳ tu sĩ, ai lại không đối với loại đan dược này thèm thuồng ba thước. Theo sát người chủ chỉ vừa dứt tiếng cho kêu giá, thật nhanh chóng năm bình Bích Linh Đan đã bị kêu giá cao đến 8.000 linh thạch. Điều này làm cho không ít dung huyết sơ kỳ tu sĩ chỉ còn biết ngắm nghía mà dừng bước lại. 8.500 linh thạch, Lục Bình xuất thủ, lần nữa giúp cho bằng hữu bên trong bao gian cảm giác bất khả tư nghị. Hồ Lệ Lệ kinh ngạc nói, nơi nào dùng được nhiều như vậy, người ở trên phi linh đảo không phải là lấy được không ít đan dược sao? Lại nói người đã đến dung huyết tầng 3 tu vi, trong tay đan dược xem ra đủ người tu tới dung huyết trung kỳ mới đúng. Sử Linh Linh cùng Mã Ngọc đám người biết chút ít về việc Lục Bình ở trên Thiên Linh Sơn đắc tội môn phái luyện đan sư. Còn Hồ Lệ Lệ lâu nay ở trên Hoàng Ly Đảo, tin tức bế tắc đi một ít. Nghe Sử Linh Linh cùng mọi người giải thích, không khỏi âm thầm trách cứ Lục Bình không biết nhẫn nhịn, luyện đan sư nơi nào là dễ đắc tội chứ. Thật ra thì Lục Bình cũng không hoàn toàn vì bị bổn phái luyện đan sư gây khó khăn mà chuẩn bị trước. Lục Bình lần nữa tu luyện Bắc Hải Thính Đào Quyết, pháp lực chuyển đổi trong cơ thể cần đại lượng đan dược ủng hộ, để tăng nhanh tốc độ pháp lực chuyển đổi cùng ngưng luyện. Mọi người biết được nguyên do, liền không ngăn cản Lục Bình đấu giá nữa.
Bích Linh Đan cuối cùng bị Lục Bình dùng 9.400 linh thạch đấu được. Lục Bình đem một chữ vật đại trang bị linh thạch đặt ở trên truyền tống bình đài. Sau khi chữ vật đại biến mất không lâu, 5 bình ngọc tinh xảo xuất hiện trên truyền tống bình đài. Lục Bình cầm bình ngọc lên, đem bình ngọc mở ra, thưởng thức đan hoàn màu xanh bên trong, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Bích Linh Đan đấu giá xong, tiếp liền theo đó là dung huyết trung kỳ cùng hậu kỳ tu luyện đan dược. Mọi người nghe trong tràng cứ động một cái là ra giá hơn vạn linh thạch, không còn vì Lục Bình mới vừa dùng 9.000 linh thạch mua đan dược mà cảm thấy xa xỉ nữa. Đang lúc này, trên đài, cổ chủ sự đột nhiên thay đổi nụ cười giống như Phật Di Lặc lúc trước, trầm giọng nói. Chư vị, mọi người đều biết, dung huyết kỳ tu sĩ trong quá trình đột phá chung, hậu kỳ bình cảnh, đều cần bổ túc tự thân huyết mạch. Vì vậy, lúc này mỗi tu sĩ đều phải tìm huyết mạch bổ túc tương hợp cùng tự thân căn cơ huyết mạch, công pháp tu luyện thuộc tính. Cổ chủ sử sau một phen trầm thanh khí giãn thoại hấp dẫn đại bộ phận chú ý của tu sĩ ở hội trường. Sau khi nghỉ ngơi một chút, ông ta tiếp tục nói. Phương pháp bổ túc huyết mạch thường chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là từ trong tay của đồng cấp tu sĩ mua phế khí huyết mạch trong quá trình dung huyết đào thải ra. Nhưng mà chúng phải là đồng trúc tính, lại hoang phí đại lượng thời gian và pháp lực luyện hóa khi dung hợp huyết mạch cộng thêm khôi phục pháp lực trong phế khí huyết mạch. Loại thứ hai là từ đồng trúc tính phế khí huyết mạch cùng các loại linh thảo chân quý luyện chế thành phá trướng đan. Loại này có thể trong quá trình bổ túc huyết mạch giảm sút được thời gian khôi phục phế khí huyết mạch. Loại thứ ba là đường ngắn nhất và hiệu quả tốt nhất. Đó là trực tiếp có được dung huyết châu của tu sĩ hoặc yêu thú đồng trúc tính. Sau đó cùng dung hợp huyết mạch pháp lực. Tuy nhiên phương pháp này là phương pháp khó thực hiện nhất. Không nói loại phương pháp này cần tu sĩ và yêu thú sinh tử đánh giết. Hơn nữa vô luận là tu sĩ hay là yêu thú, trước khi tử vong phần lớn đều phá liệt tâm mạch không gian khiến cho dung huyết châu băng hủy. Vì thế lấy được dung huyết châu cực kỳ khó khăn. Chưa kể đến đó là dung huyết châu cần phải có chức tính tương đồng với huyết mạch bản thân. Cổ chủ sự nhìn mọi người ở trong hội trường đều nghiêm túc nghe ông ta nói, tiếng nói chợt chuyển. Phương pháp lấy dung huyết châu cực kỳ khó khăn. Nhưng lần này buổi bán đấu giá vẫn thông qua các loại đường tắt lấy được một số dung huyết châu có tu vi và trúc tính bất đồng. Kính thỉnh các vị đạo hữu đang ngồi ở đây dám thưởng cùng đấu giá. Tu sĩ ở hội trường đều ồ lên cả kinh. Một vị nữ tu sĩ đem một hộp gấm đưa đến tay của người chủ trì trong hội trường. Sau khi mở hộp gấm ra, bên trong chính là 3 viên dung huyết châu lớn bằng hạt đậu. Cổ chủ sử nói, tu vi đạt tới dung huyết 3 tầng bằng huyết mạch phong thủy trúc tính dung huyết châu 3 viên, thích hợp bằng huyết mạch phong trúc tính, thủy trúc tính hoặc là phong thủy trúc tính dung huyết tầng 3 tu sĩ dùng để đột phá dung huyết kỳ sử dụng. Giá khởi điểm 1.500.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 500 linh thạch. Cô chủ sử lời vừa dứt, tu sĩ ở hội trường lập tức hổ cao ra giá. Tiếng ra giá thay nhau vang lên. 1.600.000 linh thạch, ta ra 1.700.000. 1.800.000 linh thạch, ta muốn cái này. 3 viên dung huyết châu này chính là do Lục Bình ủy thác đa bảo các phách mại. Nó là dung huyết châu lấy được từ Kiều Huy Bằng. Lục Bình không ngờ rằng dung huyết châu đến luyện huyết sơ kỳ có thể khiến cho tu sĩ ở tại trang điên cuồng như thế, nhất thời ngẩn ngơ nhìn phách mại hội tiến hành. Sử Linh Linh cùng mọi người thì ở bên cạnh hân thường tu sĩ ở trong hội trường báo giá cạnh tranh tới đỏ mặt tía tai. Tràng phách mại hội này đối với bọn họ mà nói trọng yếu nhất chính là tăng cường kiến thức, chứ không phải là tham dự đấu giá. Với tài lực của bọn họ thì không cách nào tham dự vào. Ngay cả như Hồ Lệ Lệ luận về trình độ bác học thì không có bất kỳ người nào trong bao gian có thể bị kịp. Nhưng đối với các bảo vật và linh tài chân chính thì kiến thức của Hồ Lệ Lệ phần lớn là có từ ngọc giản hay sách vở. Trong khi đó Lục Bình có được là từ vật thực. Vì thế vật phẩm ở trên phách mại hội cho dù Hồ Lệ Lệ sớm đã nhận thức nhưng nàng vẫn nhìn mắt không kịp chớp. Trong khi Lục Bình thì đã sớm khuyết thiếu sự hăng hái rồi. 3 viên dung huyết châu cuối cùng bị một tu sĩ ở trong bao gian dùng 2.100.000 linh thạch đấu được. Qua nửa thời thần sau, bao gian thứ 19 trên truyền tống bình đài hoang mang lóe lên, một linh thạch đại xuất hiện ở trên đó. Lục Bình tiếp lấy xem xét rồi như không có chuyện gì,
đem linh thạch trong chuyển tiến vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Phách mại hồi tiếp tục tiến hành. Tiếp theo đó là hai lần phách mại dung huyết châu. Lần thứ nhất là hai viên dung huyết tầng 4 dung huyết châu. So với dung huyết tầng 3 dung huyết châu còn quý báu hơn, dùng để đột phá dung huyết trung kỳ. Chúng đã bán ra được tới 28.000 linh thạch. Lần thứ hai là đấu giá 6 viên dung huyết tầng 6 dung huyết châu bị nâng giá tới 66.000 linh thạch. Giá trên trời này bị tu sĩ ở bao gian số 1 mua được, bị sự linh linh cùng mọi người hô to, đúng là người có tiền. Đảm bảo các cổ chủ sử vô tình hay cố ý hướng mọi người ở tại tràng thổ lộ rằng dung huyết châu có được là từ yêu tộc hải vực sau khi khai phóng hải lệ cấm, càng khiến cho tu sĩ ở tại tràng xôn xao không dứt. Lục Bình cùng mọi người có thể đoán được sau buổi phách bài hội này, tu sĩ tiến nhập yêu tộc hải vực sẽ nghênh đón một đợt cao phong mới. Quả nhiên, tiếp sau đó vật phẩm ở trên phách bài hội bắt đầu trở thành đặc sản của yêu tộc hải vực. Một lượng lớn dung huyết trung hậu kỳ yêu thú bì, gân, xương, thịt, huyết chất lượng thượng phẩm đua nhau bị tu sĩ cạnh tranh đấu giá. Các loại linh thảo, linh tài, linh quán độc đáo đến từ yêu tộc hải vực hết lần này đến lần khác trùng kích thần kinh của tu sĩ ở tại tràng. Sau khi bị cổ chủ sự kích động, yêu tộc hải vực đã trở thành thiên đường dành cho tu sĩ muốn phát tài. Và họ đã tuyển chọn bỏ quên sự nguy hiểm ở đó. Chư vị đạo hữu, tiếp sau đây vật phẩm để chư vị đấu giá chính là một món phòng thủ pháp khí thượng phẩm. Cổ chủ sự trong lúc nói, từ trong tay tu sĩ thiếu nữ bên cạnh tiếp lấy một thuẫn bài màu xanh nhạt. Tiếp đó giới thiệu, cái tỷ thủy thuẫn này sử dụng dung huyết châu của yêu thú ở trong biển. Cùng thượng giai thủy trúc tính linh tài lưu ly thủy tinh thiết luyện chế mà thành. Là thượng giai phòng thủ pháp khí, tinh phẩm trong tinh phẩm, có thể cấp cho tu sĩ sử dụng nó sự an toàn chân chính. Lục Bình không để ý tới cổ chủ sự thao thao bất tuyệt giới thiệu, trực tiếp hướng Trần Luyện dò hỏi món pháp khí này như thế nào. Trần Luyện nghe Lục Bình hỏi thăm, biết là hắn thiếu một món phòng thủ pháp khí, nghe cô chủ sự giới thiệu e rằng đã động tâm tư rồi. Trần Luyện tử tế nhìn tỷ thủy thuẫn ở trong tay cổ chủ sự ở trên khán đài có hơi chút tiếc nuối, đáp. Món pháp khí này ở trong thương giai pháp khí xem như không tệ. Nhưng mà do phương pháp luyện chế có vấn đề. Món pháp khí này sau này không thể để thăng đến đỉnh cấp pháp khí được nữa. Lục Bình gật đầu một cái, nói, không thể để thăng thì không thể để thăng vậy. Dù sao cũng chỉ là quá độ. Ở gần một luyện khí sư như người chẳng lẽ còn sợ sau này không có đỉnh cấp pháp khí để sử dụng hay sao? Trần Luyện liền vội vàng lắc đầu nói, xin đừng, đỉnh cấp pháp khí mặc dù ta biết phương pháp luyện chế. Nhưng với tu vi dung huyết tầng 2 của ta bây giờ, luyện chế pháp khí rất là miễn cưỡng. Người nếu muốn luyện chế đỉnh cấp pháp khí thì hãy tìm cha của ta mới được. Lục Bình cười nói, ta bây giờ còn chưa có tư cách sử dụng đỉnh cấp pháp khí. Chờ đến thời điểm ta có thể sử dụng được thì chẳng phải là Trần Đại luyện khí sư nhà ngươi luyện chế đỉnh cấp pháp khí đã không phải là vấn đề nữa hay sao? Trần Luyện bĩu môi nói, lấy tốc độ tu luyện của ngươi, sợ rằng chờ ngươi tu đến dung huyết hậu kỳ ta tu tới trung kỳ đã là không tệ rồi. Lời của Trần Luyện nhất thời khiến mọi người ở trong bao gian cùng cộng minh, rối rít khiển trách Lục Bình có tốc độ tu luyện không thể tưởng tượng nổi, đem các bằng hữu đều bỏ rơi lại ở phía sau. Trung Kiếm nói, không biết người tu luyện như thế nào chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa pháp lực còn hùng hậu. Chỉ mới dung huyết tầng 3 tu vi mà đã có thể đem thượng cấp pháp khí điều khiển đắc tâm ứng thủ rồi. Bọn ta sợ rằng chỉ có thể đến dung huyết trung kỳ mới có thể bình thường sử dụng được thượng cấp pháp khí. Tất cả mọi người đều tràn đầy sự đồng cảm. Lục Bình chẳng qua là yên lặng cười. Người khác không biết hắn đã đem công pháp tu luyện đổi thành Bắc Hải Thính Đào Quyết. Ngày sau tốc độ tu luyện e rằng sẽ giảm đi rất nhiều, rơi lại ở phía sau người khác. Dĩ nhiên Lục Bình cũng tự tin cho dù tu vi của mình lạc hậu ở phía sau nhưng thực lực sợ rằng sẽ không dưới một ai trong các tu sĩ ngang hàng. Thậm chí còn cao lên không ít, tỷ thủy thuẫn với 5.000 linh thạch bắt đầu đấu giá. Thượng cấp pháp khí có ngưỡng bắt đầu chừng 3.000 linh thạch. Phòng thủ pháp khí tự nhiên là đắt hơn một chút, nhưng mà tỷ thủy thuẫn mặc dù chất lượng thượng hạng, không biết sao đã không còn có thể tiến thêm một bước nữa.
Bởi vì vậy chỉ có thể ra giá 5.000 khởi đầu. Trong nháy mắt giá cả đấu được đã đưa lên tới 8.000 linh thạch. Lục Bình suy nghĩ một chút, trực tiếp kêu giá 9.000. Lục Bình sau khi ra giá, trong hội trường tiếng đấu giá nhất thời bình tĩnh trở lại. Khi có người ra giá tiếp thì nhân số đã ít đi hơn một nửa. Hiển nhiên thân phận của bao gian tu sĩ ít nhiều cũng khiến cho tu sĩ ở dưới hội trường có phần cố kỵ. 9.200 linh thạch, Lục Bình hướng trong hội trường nhìn, chỉ thấy kêu giá là một dung huyết trung kỳ trung niên tu sĩ. Không phải Lý Tử Minh thì còn là ai? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Lục Bình cười không ra tiếng. Hồ Lệ Lệ chú ý thần sắc của hắn, thấy vẻ mặt của hắn biến hóa, cũng quay hướng về trong hội trường nhìn, cười nói. Cái này thật đúng là đúng dịp, mọi người rối rít hỏi thăm duyên cớ. Hồ Lệ Lệ liền đem ở trên Hoàng Ly đảo Lý gia phụ tử cùng Lục Bình mâu thuẫn và đối xử với hắn ra sao nói ra một lần. Diêu Dũng trầm ngâm nói, Lý gia à, ở trong chân linh phái ta cũng có thể coi là một gia tộc trung hình y phủ vào môn phái. Nghe nói trong gia tộc có hai vị đoán đan kỳ tu sĩ. Sư đệ ngày sau làm việc phải cẩn thận một chút. Chỉ có bị tiểu nhân mưu hại. Sử Linh khinh thường cười. Một lý gia nho nhỏ thôi, còn có thể lấy nội môn đệ tử của môn phái làm thế nào được hay sao? Tên Lý Thành sư đệ này cũng thật là, ngày thường ở trong phân đội cũng có danh tiếng, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Nghe nói gần đây hắn sắp đột phá dung huyết kỳ rồi mà lòng dạ lại hẹp hòi. Chỉ một cuộc so tài xếp hạng thôi, cần gì phải so đo cho tới bây giờ. Mọi người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Họ có thể từ tác phong bình thường của Sử Linh Linh phát hiện thân phận của nàng ở trong môn phái e rằng không đơn giản. Hơn nữa còn ít tuổi, hiểu biết chuyện đời cũng chưa sâu. Nàng có thể đem Lý gia không coi ra gì. Nhưng người khác không thể không cân nhắc hai vị đoán đan chân nhân của Lý gia có phần lượng như thế nào. Lục Bình nhìn Lý Tử Minh ở dưới, mặt không biểu tình báo giá cũng không động thanh sắc, nói theo một tiếng. 9.500 linh thạch, Lý Tử Minh dừng lại một chút, phảng phất là đang đắn đo cái gì đó. Sau đó mới chần chờ báo một giá, 9.600 linh thạch. Tất cả mọi người đã từ giọng nói của hắn cảm thấy được Lý Tử Minh đã ra giá đến cực hạn rồi. Lục Bình không chút do dự đem giá cả tăng lên 1.000.000 linh thạch. Lý Tử Minh nhất thời như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Lục Bình nhướng mày. Chỉ thấy Lý Tử Minh quay đầu nhìn cái bao gian của Lục Bình một cái. Trong thần sắc lộ ra một chút vui vẻ không dễ phát hiện. Có vui mừng, có cười nhạo, còn có một chút tự đắc. Hồ Lệ Lệ sau khi thấy Lục Bình cùng Lý Tử Minh đấu giá với nhau liền một mực chú ý tình cảnh ở dưới tràng. Lý Tử Minh biểu lộ như thế nào nàng nhìn rõ trong mắt. Vì vậy quay đầu nhìn lại Lục Bình. Lục Bình bất đắc dĩ đối với nàng cười nói. Lần này sợ là vì hắn trong lúc vô tình chơi cho một bố rồi. Hồ Lệ Lệ gật đầu một cái, nói. Xem ra đây là pháp khí của Lý gia. Mọi người vội hỏi duyên cớ. Nghe Hồ Lệ Lệ giải thích, tất cả đều nói là đáng tiếc, rối rít mắng Lý Tử Minh rào hoạt. Lục Bình cũng không để vào trong lòng. Loại thủ đoạn này không thể nói là hèn hạ. Nếu đồ đạc của mình đem bán đấu giá nói không chừng hắn cũng muốn nâng cao giá mấy lần. Vì lợi ích thì dù sao cũng phải như vậy. Một lát sau nộp xong linh thạch, Lục Bình lấy được tỷ thủy thuẫn. Trần Luyện cầm trong tay tra xét một phen nói. Mặc dù giá cả đấu được có hơi cao, nhưng cái pháp khí này chất lượng không kém. 1.000.000 linh thạch cũng không thể coi là thua thiệt chút nào. Chư vị, tiếp theo sẽ đấu giá một nhóm thượng hạng linh quáng. Đầu tiên là mang đến cho chư vị đạo hữu 100 cân tinh luyện thượng cấp linh tài linh trang thổ. Trần Luyện nghe nói linh trang thể được mang ra đấu giá, cười đối với Lục Bình, nói. Đến cái món của chúng ta rồi. Lục Bình cười ha ha một tiếng. Hồ Lệ Lệ ở bên cạnh hỏi. Các người lấy ở đâu ra linh trang thổ? Ta làm sao lại không biết vậy? Trần Luyện đáp, là lục sư để phát hiện một linh trang thổ quáng. Ta giúp tinh luyện một chút. Số lượng cũng kha khá, liền định mang ra đấu giá một ít. Sử Linh Linh liền lườm Lục Bình một cái, nói, đồ tốt cũng không ít ha. Mọi người đều tràn đầy sự đồng cảm. Chỉ nghe cố chủ sự kế tục giới thiệu, 100 cân tinh luyện linh trang thổ này là do 1.000 cân linh trang thổ quáng để luyện mà thành.
Thông qua thủ pháp để luyện mà xét thì người luyện chế có được lượng hào luyện khí công để 100 cân tinh luyện linh trang thể được đề luyện được vô cùng tinh thuần. Chúng là thượng hào tài liệu dùng để luyện chế thượng phẩm thổ trúc tính phòng thủ pháp khí. Giá khởi đầu là 4.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 linh thạch. Thỉnh chư vị đạo hữu ra giá. Linh trang thể là một loại linh quáng rất thường dùng để luyện chế thổ trúc tính phòng thủ pháp khí. Và pháp khí được chế tác ra có chất lượng thượng tầng. Cộng thêm 100 cân linh trang thổ này đủ để luyện chế hai món thượng phẩm pháp khí. Vì thế hấp dẫn không ít tu sĩ cạnh tranh. Giá cả nhanh chóng từ 4.000 linh thạch tăng lên đến gần 6.000 linh thạch. Chính vào lúc này Trần Luyện đột nhiên nói một tiếng. Hỏng bét rồi. Mọi người đều giật mình kinh ngạc. Vội hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì. Trần Luyện cười khổ nói. Ở trong nhóm tu sĩ đang đấu giá ở phía dưới. Có người chính là lão gia tử nhà ta. Lục Bình nghe lời nhìn xuống hội trường. Một người vừa kêu giá 7.200 linh thạch là một lão giả mặt đỏ. Người này chẳng phải lão Trần thì còn là ai? Điều tấu xảo chính là, trong số tu sĩ cùng lão Trần đấu giá có Lý Tử Minh trước đó đã dùng tỷ thủy thuẫn hữu y vô y tính kế lừa được Lục Bình. Lúc này Trần Luyện bất đắc dĩ đối với Lục Bình cười khổ nói. Nếu mà cha ta biết được chúng ta kiếm linh thạch từ ông ta, lão nhân gia nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp đem cơn giận này tìm dịp trả lại. Mọi người đều cảm thấy buồn cười. Lúc này đúng là tấu xảo rồi. Lục Bình ra hiệu mọi người chớ nóng này, lấy đa bảo các quy tân thỉnh giản ra, đối vào bên trong đó nói mấy câu. Sau đó hắn đánh ra mấy thủ quyết, trên mặt thiệp mời thoáng hiện một đạo quang hoa. Mọi người nghi ngờ nhìn Lục Bình dò hỏi. Hắn chỉ xuống đài, chỉ thấy trong hội trường một tu sĩ dáng vẻ là phục vụ của đa bảo các đi tới chỗ của lão Trần nói mấy câu gì đó. Lão Trần ngay lập tức kinh ngạc. Hướng chỗ bao gian của nhóm Lục Bình liếc mắt nhìn rồi không hề ra giá tranh đấu nữa. Đám người Sử Linh Linh đều đưa nhau hướng Lục Bình hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Lục Bình cầm thiệp mời trong tay nói. Không có cái gì, tờ thỉnh giản này là một tờ truyền âm phù. Ở trong buổi đấu giá tùy thời tùy lúc có thể trao đổi với đa bảo các. Chẳng qua đó là một đặc quyền của khách quý mà thôi. Trần Luyện lại nói. Người ở chỗ đó còn có linh trang thổ không? Nếu không lão gia tử nhà ta e rằng là khó giao phó rồi. Lục Bình cười cười đáp. Yên tâm, còn có một chút. Lúc này Lý Tử Minh đã ra giá đến 7.500 linh thạch. Tu sĩ cùng hắn cạnh tranh loe hoe không có mấy. Lục Bình đột nhiên nói. Ta ra 7.600 linh thạch. Trong bao gian mọi người đều kinh ngạc nhìn Lục Bình. Tự nhiên biết Lục Bình đây là muốn báo thù với sự toán kế vừa rồi của Lý Tử Minh. Chính Khiết một mực không nói lời nào, bấy giờ chợt buột miệng. Đây là vay trả vay, nợ vừa vay tháng 6 trả còn nhanh hơn. Hồ Lệ Lệ sợ Lục Bình hiểu lầm. Nhiều đại tráng ngược lại thì sờ đầu nói. Hắc, cái tên họ Lý này đúng không phải là đồ tốt. Đáng đời hắn, lần này cho hắn lại một số cho rồi. Lục Bình quay đầu nhìn Ngưu Đại Tráng cười cười, rồi quay lại tiếp tục quan sát Lý Tử Minh báo giá. Lý Tử Minh hiển nhiên đối với 100 cân linh trang thổ này mơ ước đã lâu, đã đem giá cả nâng lên 5-8.000 linh thạch. Trần Luyện nhắc nhở, đã gần được rồi, 8.000 linh thạch xem ra là cực hạn của 100 cân linh thổ này. Cao hơn nữa sẽ dọa cho người ta bỏ chạy mà thôi. Lục Bình trầm ngâm một chút liền đồng ý với ý kiến của Trần Luyện. Không nói thêm gì nữa. Đang lúc ấy trong hội trường, lão Trần đột nhiên kêu giá mới. 8.100 linh thạch. Trần Luyện vội la lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái lão gia tử này. Sao tự nhiên lại nổi gân lên rồi? Không phải là đã bảo chớ có ra giá hay sao? Lục Bình nhìn thấy lão Trần vẫn mặt mày lạnh nhạt, liền bảo. Đừng có gấp, lão gia tử khẳng định là phát hiện cái gì đó. Nếu không với sự lịch duyệt của lão nhân gia, làm sao có thể làm chuyện không nắm chắc chứ? Trần Luyện lúc này mới bình tĩnh trở lại, hiểu là lão gia tử nhà mình vô luận là kiến thức hay là lịch duyệt gì khác đều trên cả hắn, làm sao có thể bình bạch vô cớ làm chuyện không để ý tới lý trí thế này? Quả nhiên Lý Tử Minh lúc đầu mặt còn trấn tĩnh, thấy lão Trần ra giá xong hơi có chút tức giận, quay đầu hướng lão Trần nhìn một cái.
Hiển nhiên Lý Tử Minh nhận thức được rằng lão Trần là vị luyện sư số 1, số 2 ở địa Hôn Đảo. Biết là bối cảnh của ông ta không hề đơn giản, vội hung hăng quay đều trở lại đem giá cả báo lên. 8.500 linh thạch, mọi người đều đồng thanh khen ngợi lão gia tử thủ đoạn cao cường. Lục Bình trầm ngâm một chút, hỏi Trần Luyện, lão gia tử sẽ không vì sự kiện này mà bị Lý gia tìm tới gây phiền toái chứ? Trần Luyện ra vẻ không thành vấn đề, đáp, làm sao lại dám chứ? Luyện khí sự cạnh tranh giá cả, luyện khí tài liệu là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho dù hắn có muốn gây phiền toái, Trần gia ta làm sao lại sợ Lý gia hắn chứ? Lục Bình biết Trần Luyện gia tộc ở phía sau có một vị chân linh phái đoán đan chân nhân, e rằng là chỗ dựa so với Lý gia còn to hơn, vì thế yên lòng trở lại. Nửa canh giờ sau, hơn 8.000 linh thạch bán được truyền tống đến Bao Gian. Trần Luyện vui mừng từ trong đó lấy đi 4.000 linh thạch. Lục Bình hiện tại có tài sản hơn 10 vạn linh thạch. 4.000 linh thạch đối với hắn mà nói là có thể không rồi. Đối với Trần Luyện những dung huyết sơ kỳ tu sĩ này mà nói, thì đó lại là một món tài phú không nhỏ. Sau khi phách mãi mấy món linh tài xong, cô chủ sự lại mang một loại linh tài đưa lên, nói. Chư vị, tiếp theo đây là sẽ triển lãm cho mọi người nhìn thấy một món đỉnh cấp linh tài. Đó là Thâm Hải Ngân Trầm Thiếc. Loại đỉnh cấp linh tài này là do tu sĩ ở ngoại hải thám hiểm mà có được. Không thể không nói rằng sau khi hải cấm khai phóng, nơi đó quả thật là thiên đường dành cho tu sĩ mạo hiểm. Ngay loại linh tài này cũng thường bị tu sĩ lấy được đem đến đa bảo các của ta yêu cầu bán. Đỉnh cấp linh tài Thâm Hải Linh Trầm Thiếc, giá khởi điểm 1 vạn linh thạch, mỗi lần ra giá không được ít hơn 500 linh thạch. Thỉnh chư vị đạo hữu ra giá, Trần Luyện đột nhiên kích động nói, Tiểu Lục, phải đem khối ngân trầm thiếc này đấu xuống. Món này đối với cái thượng giai pháp khí sơn băng của người vô cùng hữu ích. Lục Bình nghi hoặc hỏi, ngân trầm thiếc này cũng là linh tài đồng cấp với lại Thâm Hải Hàn Thiếc. Ta hiện giờ đã có Thâm Hải Hàn Thiếc, cái ngân trầm thiếc này không cần cũng được. Trần Luyện vẫn hưng phấn nói, làm gì đơn giản như vậy, lần này đa bảo các đã nhìn lầm rồi. Trần Luyện khô chân múa tay nhảy cẫng cả lên, hắn đối với sự kinh ngạc của mọi người ở trong Bao Gian không để ý gì, tự nói. Đỉnh giai linh tài là phần đẳng cấp, cái gọi là đỉnh giai linh tài bất quá là dùng để luyện chế thành đỉnh giai pháp khí xong, khiến cho pháp khí có được khả năng trở thành pháp bảo. Và khả năng này phân ra làm 3, 6, 9 đẳng. Trần Luyện hưng phấn tiếp tục ở giữa Bao Gian đi tới đi lui, tiếp đó hướng mọi người giải thích. Thường mà nói thì đỉnh giai linh tài có thể phân làm tam đẳng. Nhất đẳng linh tài là thứ thường thấy nhất ở trong đỉnh giai linh tài. Ví dụ như Thâm Hải Hàn Thiếc, Thâm Hải Ngân Trầm Thiếc là những thiên nhiên quáng vật. Nhị đẳng linh tài là do thiên nhiên quáng vật sau khi bị ngoại lai lực lượng tẩy luyện, phẩm chất bị thăng hoa biến bị. Ví dụ như thiên nhiên đào mộc chỉ là một loại đỉnh giai linh tài nhưng sau khi bị sét đánh qua mà vẫn sinh trưởng hơn ngàn năm thì sẽ trở thành nhị đăng đỉnh giai linh tài. Sau khi dùng để chế thành pháp khí thì phẩm chất sẽ cao hơn nhất đăng linh tài chế thành đỉnh giai pháp khí. Lục Bình nghe đến đây trong lòng chợt động. Bản thân hắn ở luyện khí điện phi linh đào mật thất lấy được một số linh tài. Trong đó có thiên nhiên lôi kích đào mộc. Trần Luyện giải thích lại đem Lục Bình hơi thất thần lôi kéo trở lại. Tam đẳng linh tài càng thần dị hơn, là do thiên địa linh vật sau khi mất đi linh tính, thoái hóa ngưng kết thành linh tài. Là đỉnh giai linh tài cực phẩm nhất, cũng là tuyển chọn tốt nhất để luyện chế pháp bảo. Trình độ chân quý chỉ ở dưới thiên địa linh vật. Sử Linh Linh không nhịn được, hỏi. Người nói cả nửa ngày rốt cuộc là linh tài ở trên đài kia có quan hệ gì? Hiện giờ giá cạnh tranh đã đạt tới 2 vạn linh thạch rồi. Hơn nữa cha của người cũng đang đấu giá đó. Trần Luyện nhìn một chút xuống hội trường phát hiện lão Trần cũng đang ra giá. Cuối cùng thở phào một khẩu khí, nói tiếp. Ta nói cái này chính là để báo cho mọi người biết khối ngân trầm thiếc này không phải chỉ là một loại đỉnh giai linh tài nhất đăng. Mà là một loại bị ngoại lực trùng kích mà biến dị thành nhị đẳng đỉnh giai linh tài. Trần Luyện quay đầu nói với Lục Bình. Nguyên bản sơn băng của người vô luận là dùng Thâm Hải Hàn Thiếc hay là ngân trầm thiếc để thăng, đến đỉnh giai pháp khí xong thì sự khác biệt đều không quá lớn.
Nhưng nếu mà dùng loại biến dị ngân trầm thiếc này để thăng, sơn băng không những uy lực càng cường đại hơn. Sau này ngươi nếu mà tiến giai lên đoán đan thì có thể đem sơn băng để thăng lên thành pháp bảo thì đã không thành vấn đề. Lục Bình nghe qua vô cùng động tâm. Nhưng mà lúc này ở hội trường sự đấu giá vẫn y nhiên kế tục. Lão Trần hiển nhiên đã sớm nhận ra khối ngân trầm thiếc này không phải là đỉnh giai linh tài bình thường, vẫn y như cũ, không nhanh không chậm ra giá. Lục Bình hỏi, ngươi làm sao xác định khối ngân trầm thiếc này không phải là phổ thông ngân trầm thiếc, mà là biến dị nhị đẳng đỉnh giai linh tài? Trần Luyện đắc ý cười, nói, lão gia tử nhà ta năm xưa trợ giúp Yến Nam Phi chân nhân ngưng luyện pháp bảo, đã từng nhìn qua loại biến dị ngân trầm thiếc này. Lúc đó khối ngân trầm thiếp kia chịu một loại huyền giai thiên địa linh thủy thường niên tấm phao mới phát sinh biến dị. Mà Yến chân nhân cũng bằng việc dùng loại thiên giai linh thủy này thành công đột phá đến đoán đan trung kỳ, tiến nhập vào kim đan tư đoán cảnh giới. Lục Bình biết Yến Nam Phi chân nhân chính là người mà lão Trần năm xưa cứu được, là chỗ dựa lớn nhất sau lưng Trần gia, cũng là một trong những chú đảo chân nhân ở địa Khôn đảo. Lúc này ngân trầm thiếp đã được đấu giá đạt đến 3 vạn linh thạch. Đây là cực hạn của đỉnh giai linh tài phổ thông rồi. Lúc này lão Trần đã nhìn giá cả cạnh tranh mà nhíu mày liên tục. Trần Luyện nhìn biểu tình của cha mình, chuyện đầu nói với Lục Bình. Xem ra trong hội trường đúng là có người thức hóa, lão gia tử trong tay linh thạch e là không có nhiều như vậy. Giá cả cao hơn một chút lão gia tử nhà ta e rằng không có lực đấu nữa rồi. Lục Bình gật đầu, hướng hội tràng báo ra một giá khiến cho mọi người ở trong bao gian xanh mục kết thiệt. 4 vạn linh thạch, sau chuyến đi phi linh đảo, cộng thêm môn phái tưởng thưởng, trên người Lục Bình có ước chừng 12 vạn linh thạch. Lần đấu giá này có thêm thu nhập từ dung huyết châu cùng linh trang thổ, tài sản là Lục Bình đã đạt tới gần 15 vạn linh thạch. Trừ đi số mô thị thủy thuẫn cùng bích linh đan, Lục Bình cũng còn có 13 vạn linh thạch nơi tay. Vì vậy, lấy ra thêm 4 vạn mua khối nhị đăng linh tài này cũng không có gì đáng bàn. Nhưng trong bao gian, đám người Sử Linh Linh không biết căn cơ của Lục Bình, đều lấy cái giá mà hắn trả 4 vạn linh thạch cảm giác bất khả tư nghị. Trần Luyện cùng Hồ Lệ Lệ mặc dù đối với Lục Bình hiểu rõ sâu hơn một ít, nhưng cũng cho là 4 vạn linh thạch đã là cực hạn của hắn. Hồ Lệ Lệ vội la lên, vì sao lại liền một cái đem giá cả đẩy cao lên như vậy? Luôn luôn phải lưu lại chút linh thạch ứng cấp chứ. Nói xong còn giận trách nhìn Trần Luyện một cái. Trần Luyện có chút do dự, nhưng dưới áp lực của Hồ Lệ Lệ vẫn phải khuyên nhủ. Huynh đệ, để dành chút chứ. 4 vạn linh thạch tuy nói đầu mua nhị đăng linh tài cũng đáng chút xíu, nhưng chỉ sợ cũng dẫn tới người khác hoài nghi. Lục Bình chỉ chi lão Trần trong hội trường. Trần Luyện hồ nghi nhìn lại thấy lão Trần nghe được Lục Bình sau khi ra giá, phảng phất thở phào nhẹ nhõm vậy, vì vậy cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì nữa. Trong hội trường, cổ chủ sự phảng phất cảm giác được cái gì, vội vàng nhân lúc các câu trả giá hơi ngừng nghỉ, vội kêu lên một tên tiểu nhị trong hội trường phân phó mấy câu, tiểu nhị vội vã hướng phía sau hội trường chạy đi. Lúc này, tu sĩ ở bao gian thứ 13 trước đó cùng lão Trần đấu giá phảng phất cũng bị Lục Bình ra giá chẹn ngang một cước mà có chút do dự. Hồi lâu mới báo ra một cái giá 4 vạn 2 ngàn linh thạch. 4 vạn 5 ngàn linh thạch. Lục Bình như chặt đỉnh chém sắt, thừa thắng truy kích. Tu sĩ ở bao gian thứ 13 rốt cục bỏ cuộc, không ra giá nữa. Cô chủ sự còn muốn nói thêm hai câu, trì hoãn một chút thời gian, đợi một chút cho tiểu nhị phía sau đài đi báo cáo. Lục Bình đã sớm đem mọi chuyện nhìn hết thảy vào trong mắt, trực tiếp nói. Nếu không còn đạo hữu đấu giá, cổ chủ sự có phải nên tuyên bố tại hạ là chủ khối linh tài này rồi hay không? Bị xem rõ tâm sự, cổ chủ sự quả nhiên không hổ là thương nhân, ha ha, cười một tiếng nói. Dĩ nhiên, chúc mừng khách quý ở bao gian số 19 đấu được thâm hải ngân trầm thiết một khối. Cổ chủ chuyện vừa dứt lời, phía sau đài tiểu nhị đã vội vàng vàng chạy tới bên người cổ chủ sự, kê vào lỗ tai ông ta nói gì đó. Cô chủ sự nghe xong thần sắc bình tĩnh như cũ, nhưng Lục Bình lại từ khóe mắt không ngừng lay động nhìn ra cô chủ sự giờ phút này chỉ sợ là hối hận chồng chất. Quả nhiên, kế tiếp cô chủ sự nói như là có điều khen ngợi vậy.
quý khách ở bao gian số 19 tuệ nhãn như đuốc, hy vọng chư vị ở đây cũng cùng quý khách số 19 đại lực mạnh mẽ đấu giá vật phẩm mình nhìn chúng. Dù sao linh thạch hết rồi thì có thể kiếm lại được, quý trọng linh tài bỏ lỡ, lần sau nữa muốn đụng phải cũng không biết là lúc nào. Lục Bình cũng không thèm để ý tới lời nói hai mặt của cổ chủ sử. Đảm bảo các có thể ở trong giới tu sĩ gây dựng được danh tiếng lớn như thế, tự nhiên có quy tắc xử sự của mình. Cổ chủ sử chẳng qua là trong lòng có chút chua xót thế thôi. Nếu sớm phát hiện cái vật này là một khối nhị đẳng linh tài, giá trị tuyệt đối không ngừng lại ở 4.000-5.000 linh thạch. Phách mãi hồi tiếp tục tiến hành, đại tông giao dịch lượng ngạch liên tiếp phát sinh. Điều đó nói cho Lục Bình biết, dù sao mình cũng chỉ coi như là bạo phát hồ ở trong giới tu sĩ dung huyết sơ kỳ thôi. Dung huyết thì tu sĩ so với hắn giàu có hơn có rất nhiều người. Lần nữa đem Lục Bình chú ý lực từ trong tu luyện hấp dẫn tới hội trường là phách mãi hội muốn bán đấu giá truyền thừa của một vị luyện đan sư. Đây cũng là do sau khi hải cấm mở ra, tu sĩ ở trong hoãn trùng hải vực phát hiện một chỗ tu sĩ động phủ có được truyền thừa này. Lần này không chỉ có đông đảo tu sĩ bị cổ chủ sự lần nữa cổ động rối rít lên, mà chính bản thân Lục Bình cũng cảm thấy ngoài ngoại hải quả nhiên có thật nhiều cơ hội, không nhịn được cũng định đi thăm dò một phen. Bộ truyền thừa này là do một vị dung huyết kỳ đan sư lưu lại, bên trong ghi chép mấy loại dung huyết kỳ đan phương, giá khởi đầu định ở 2.000.000 linh thạch, khiến cho người ta lần nữa cảm thán cho địa vị siêu nhiên của luyện đan sư. Lục Bình đối với cái này cũng rất cảm thấy hứng thú, xuất thủ 2 lần, giá cả rất nhanh lên cao đến 4.000.000 linh thạch, Lục Bình cảm giác có chút phải không hợp lý, cuối cùng buông bỏ. Bộ truyền thừa này rốt cuộc bị một vị đan sư của chân linh phái lấy giá 5.000.000 linh thạch đấu được. Khi phách mãi hội đến gần hồi cuối, một món vật phẩm bán đấu giá lần nữa đưa tới sự chú ý của Lục Bình. Cho nên cái phá cấm phủ do đoán đan chân nhân chế luyện này đối với các loại cấm chế từ đoán đan kỳ trở xuống đều có công hiệu phá trừ rất mạnh, là tất bị vật phẩm khi chư vị đạo hữu thám hiểm nghiệp kỳ. Nó là cần thiết bảo đảm khi chư vị đạo hữu khỏi phải gặp Bảo Sơn mà tay không đi về. Đoán đan kỳ phá cấm phủ 1 quả, giá bắt đầu 2.000.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 500 linh thạch, mời chư vị tận tình ra giá. Cổ chủ sự lời vừa dứt, Lục Bình liền báo ra giá cả 2.500.000. Trung kiếm kỳ quái hỏi, người mua vật này làm cái gì? Diêu Dùng ánh mắt sáng lên, nói, chẳng lẽ người phát hiện cái động phủ gì đó, hoặc là cũng chuẩn bị đến hoãn trùng hải vực cùng yêu tộc hải vực săn giết yêu thú sao? Đỗ Phong một mực trầm mặc không nói đột nhiên lên tiếng. Thêm ta một người, Lục Bình cảm thấy buồn cười, nói, gần đây một mực bế quan, cũng không có kế hoạch đi yêu tộc hải vực. Bất qua phách mãi hội hôm nay cũng giúp cho ta đối với ngoại hải bắt đầu có điều mong đợi. Chư vị sư huynh nếu có cái kế hoạch xuất ngoại hải gì, cũng đừng quên sư đệ ta. Mã Ngọc cũng cười nói, người cái người này cực kỳ giàu hoạt, mọi người vốn là muốn hỏi một chút kế hoạch của ngươi, người thoáng một cái miệng đã dò xét kế hoạch của người khác. Sử Linh Linh cũng nói, đừng xem ngày thường thấy hắn âm thầm, chứ thật ra chưa từng thấy hắn bị thua thiệt, người này nhất định không thể đắc tội. Trong lúc mọi người giễu cợt Lục Bình, giá cả của cái phá cấm phủ kia đã bị nâng cao đến 3.300.000 linh thạch. Lục Bình cũng không tranh biện cùng mọi người, tiếp tục đem giá đề cao lên 3.500.000 linh thạch. Không thể không nói một phen thoại mới vừa rồi của cổ chủ sử vẫn rất có tính cổ động chiêu thị. Một phần lớn tu sĩ trong hội trường đều đã từng đi qua hoặc là sắp sửa chạy tới ngoại hải. Những tu sĩ này người nào không ôm mộng phát tài, người nào không tin mình sẽ là nhân vật chính gặp được kỳ ngộ. Vạn nhất mình nếu đụng phải một chỗ động phủ di tích, một tờ phá cấm phủ chẳng phải có ý nghĩa là thu hoạch cực lớn rồi hay sao? Lục Bình cần phá cấm phù là bởi vì hắn khi ở trên phi linh đảo vào trong động phủ của cao cấp đoán đan tu sĩ thu hoạch được hộp ngọc mặt ngoài hiện đầy cấm chế. Lục Bình ở trong động phủ tổng cộng lấy được 5 món bảo vật, trong đó 4 món đều là cực phẩm, chỉ có món hộp ngọc đó là bởi vì mặt ngoài đầy cấm chế ngăn trở, Lục Bình không biết là cái gì. Nhưng càng là như vậy, Lục Bình càng tin chắc trong hộp ngọc bảo vật chân quý vô cùng. Thậm chí không dưới thứ thiên trung túc, động thiên pháp khí mà Lục Bình lấy được.
phá cấm phủ giá cả đã hướng 4 vạn linh thạch chậm rãi đi tới. Mấy tên tu sĩ như cũ không chịu buông tha dùng 500, 1000 linh thạch nâng cao giá cả của phá cấm phủ này, chắc cho Lục Bình phiền lòng không dứt. 4 vạn 4000 linh thạch. Lục Bình trực tiếp đem giá cả nâng cao thêm 5000 linh thạch, chọc cho mấy tu sĩ ở trong hội trường đang chậm như rùa dùng giá nhỏ giọt mà đấu như tham dự trò chơi ngoác miệng trận mắng to. Lục Bình quay đầu lại nhìn quanh bao gian, Hồ Lệ Lệ trực tiếp cấp cho hắn một cái lườm rõ to. Những tu sĩ này phần nhiều là chút tán tu hoặc là những tu sĩ môn phái khác, thường tham dự một ít thám hiểm liệt kỳ hành động, mỗi người đều từ trên mũi đao lưỡi kiếm mà lăn ra cho tới bây giờ, ai ai cũng hung hãn vô cùng. Hơn nữa bọn họ không có chỗ ở cố định, căn bản không sợ bị người trả thù. Cho nên, cho dù là đối khách quý tu sĩ người khác ít nhiều có chút kiêng kỵ, bạn không thèm để ý gì, không vui là ngoác miệng mắng. Lục Bình tâm nguyện được đền bù, nơi nào sẽ để ý phản ứng của tu sĩ trong hội trường. Hắn chỉ đem phá cấm phù cầm trong tay cẩn thận quan sát cấm chế trận pháp khắc ấn trên ngọc phù. Nghiêm chỉnh mà nói, phá cấm phù cũng là phù lục. Chỉ bất quá loại phù lục này luyện chế nhất định đòi hỏi tu sĩ phải tinh thông các loại cấm chế thi triển cùng với phá giải chúng mới được. Đây cũng là một trong tu chân trăm nghề vậy. Bất qua phá cấm phù dù sao cũng cùng phù lục có mối liên hệ lớn. Lục Bình từ trên ngọc phù cũng có thể nhìn hiểu được một ít thứ. Phách mãi hồi lúc này không sai biệt lắm đã đến gần hồi cuối. Áp trục bảo vật cuối cùng lần nữa đem phách mãi hội đầy hướng cao phong. Đỉnh cấp pháp khí cùng một ít đan dược đối với đột phá đoán đan kỳ đều có xuất hiện. Bất qua những thứ đồ này đều là bảo vật thích hợp cho dung huyết hậu kỳ tu sĩ, Lục Bình bây giờ còn chưa dùng được. Huống chi những thứ kia động một cái là 5 vạn 8 vạn, giá cả này cũng khiến Lục Bình ngoác miệng mà giá không dám kêu. Sau phách mãi hội, Lục Bình trở về Hoàng Ly đảo động phủ, lần nữa bắt đầu đời sống bế quan của mình. Ở trong phòng tu luyện tại Lục Bình động phủ, nhàn nhạt linh khí từ trong linh mạch tản mát ra, tràn ngập mỗi một góc nhỏ ở trong động phủ. Lục Bình ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn màu trắng, trong tay cầm chính là hộp ngọc lấy từ Phi Linh đảo. Lục Bình đem phá cấm phủ mua được trong buổi bán đấu giá thâu nhập pháp lực vào, đồng thời trong tay liên tiếp thi triển 16 đạo thủ pháp. Phá cấm phù nhất thời hóa thành một đạo ngũ sắc quang mang trên hộp ngọc cấm chế phất một cái. Một phần cấm chế trên hộp ngọc giống như tuyết gặp phải nước nóng vậy nhanh chóng tiêu giải, một phần là giống như bạo trúc tách tác ba lạp, một trận nổi loạn. Đợi đến ánh sáng thoáng qua xong, hộp ngọc đã khôi phục bình thường. Lục Bình đem hộp ngọc mở ra, bên trong chỉnh tề đặt hai ngọc giản màu tím, trong đó một cái phía trên quang hoa lưu truyền. Lục Bình cầm lên dùng thần thức thăm dò vào, liền bị quang hoa mặt ngoài ngọc giản trở ngăn lại. Lục Bình hơi có chút thất vọng, cái ngọc giản này phía trên không có cấm chế gì, nhưng lại bị đoán đan kỳ tu sĩ dùng thần niệm đặc chế bao phủ qua. Loại ngọc giản này chỉ khi tu sĩ tu vi đạt tới đoán đan kỳ, thần thức lột xác thành thần niệm mới có thể thấy được nội dung bên trong. Lục Bình lại đem khác một ngọc giản khác dùng thần thức tra xét, lúc này không có trở ngại gì. Ngọc giản dùng thần niệm khắc chế nếu không phải đặc chế, thì dùng thần thức vẫn có thể thấy được nội dung bên trong đó. Bổn mạng nguyên thần đồ. Đây là một truyền thừa ngọc giản về bổn mạng pháp khí luyện chế và đề thăng lên, bất quá loại bổn mạng pháp khí này luyện chế không phải là một món, mà là một bộ. Chẳng những chúng là một bộ, hơn nữa còn phải cộng thêm trận đồ, tạo thành một bộ bổn mạng trận pháp. Lục Bình chưa từng nghe nói qua loại phương pháp luyện chế bổn mạng pháp khí cùng pháp bảo này bao giờ. Bộ bổn mạng trận pháp này, lấy trận đồ làm trụ cột, lấy 12 món bổn mạng pháp khí làm trận pháp chi trụ, ở trong đấu pháp một khi tế xuất bổn mạng trận pháp, lấy trận đồ phòng thủ, lấy 12 món nguyên thần pháp khí tạo thành sát trận, uy lực tuyệt đại. Chẳng qua là bộ trận pháp này luyện chế rất chật vật, một khi áp dụng loại phương thức này, chẳng những tu sĩ luyện chế pháp khí cần phải tốn các loại linh tài nhiều hơn mười mấy lần bình thường, mà bốn mạng pháp khí ở trong tâm hạch không gian huẩn dưỡng quá trình cũng cần lượng pháp lực cực lớn. Đồng thời, ở trong đấu pháp, tu sĩ lại càng phải hao phí một lượng pháp lực khổng lồ để thúc giục bộ bốn mạng pháp khí này.
Bộ bổn mạng trận pháp này tuy nói uy lực vô cùng, nhưng cũng không phải là thường nhân có thể sử dụng. Tu sĩ bình thường chưa nói là có thể hay không thu tập được đầy đủ ưu chất linh tài để luyện chế bộ trận pháp này. Cho dù là có luyện chế thành, tu sĩ đó có thể có đầy đủ pháp lực để nuôi dưỡng hay không cũng là một vấn đề. Cho dù pháp lực có miễn cưỡng đủ đi chăng nữa, cũng sẽ ảnh hưởng tu sĩ tu luyện cùng pháp khí tự thân lên cấp. Một khi tu sĩ gặp địch, tế xuất trận pháp còn không được mấy hiệp, chỉ sợ là pháp lực bị tiêu hao hết, mặc cho người khác làm thịt. Lục Bình bế quan cũng không tiến hành bao lâu. Nửa năm sau, Lý Tử Minh lần nữa triệu tập chân linh phái chú đảo tu sĩ trên Hoàng Ly đảo, nói là có môn phái nhiệm vụ trọng yếu cần tuyên bố, yêu cầu dung huyết kỳ tu sĩ trên đảo toàn bộ tham gia. Lục Bình đi tới phòng nghị sự, lúc này mới phát hiện không chỉ có 3 vị dung huyết trung kỳ tu sĩ trên đảo đều đã đến, mà ngay cả Trương Tử Phong một mực bế quan không để ý tới chuyện gì cũng đi tới phòng nghị sự, ở trong sảnh ngồi ở chủ vị. Mọi người sau khi đến đông đủ, Trương Tử Phong nghiêm mặt nói. Gần đây ở Hoãn Trùng Hải vực do chân linh phái ta phụ trách phát sinh một loạt vụ án hung sát tu sĩ, xem ra mọi người cũng có nghe. Lục Bình một mực bế quan rèn luyện pháp lực, đối với chuyện gần đây trên đảo cũng ít chú ý đi, nghe vậy chỉ đành phải đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ bất đắc dĩ đem chuyện gần đây phát sinh ở Hoãn Trùng Hải vực hướng Lục Bình đại khái nói một lần. Thì ra là sau khi hải cấm mở ra, bởi vì đại lượng nhân tộc tu sĩ tiến vào, Hoãn Trùng Hải vực trên căn bản trở thành chiến trường nhân tộc tu sĩ săn giết yêu thú. Thậm chí có tu sĩ một lần xâm nhập đến yêu tộc hải vực mở rộng chiến quả. Nguyên bản hình thức vốn đang thật tốt, vậy mà gần đây, ở Hoãn Trùng Hải vực do chân linh phải phụ trách liên tiếp xảy ra một loạt có vụ kiếp sát có tổ chức đối với tu sĩ xuất hải. Vốn là ở trong hải vực, giữa các tu sĩ nhân vì tranh đoạt từ nguyên, hiện tượng cướp bóc cừu sát lẫn nhau chẳng có gì lạ. Vậy mà, nhóm tu sĩ này lại đặc biệt đối với tu sĩ ra biển trở về hạ thủ. Tu sĩ ra biển săn giết yêu thú thường thường đều lập bang kết nhóm, vì chính là để ngừa vạn nhất. Nhưng, nhóm tu sĩ đi thành đội ra biển vẫn bị cướp giết, có thể thấy được nhóm tu sĩ cướp bóc kia thực lực cường đại đến cỡ nào. Hơn nữa, những thứ tu sĩ chuyên cướp bóc kia xem ra không ngừng lại một nhóm, bởi vì có mấy lần cướp bóc phát sinh trong thời gian rất gần nhau, nhưng lại cách nhau ở khoảng cách rất xa. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ những tên chuyên săn giết tu sĩ ra biển này đều là người của một tổ chức, và tổ chức này đã cường đại đến nỗi có thể trong cùng một lúc có thể bày ra những vụ cướp giết ở mấy địa phương khác nhau. Nghe Hồ Lệ Lệ giảng thuật, Lục Bình đối với những chuyện đã xảy ra gần đây coi như hiểu rõ đại khái. Lúc này, Trương Tử Phong tiên trưởng ngồi ở trên nói tiếp. Một loạt sự kiện săn giết tu sĩ này đã đưa tới sự khủng hoảng trong giới tu sĩ xuất hải. Đông đảo tu sĩ rối rít yêu cầu chân linh phái ta quy phạm Hoãn Trùng Hải vực trật tự. Nếu không, những tu sĩ này không thể yên tâm ra biển săn giết yêu thú, chỉ có rời khỏi Hoãn Trùng Hải vực của chân linh phái ta mà thôi. Lục Bình nghe xong lời của Trương Tử Phong tiên trưởng, cau mày, hỏi. Trương tiện trưởng, liên quan tới tin tức tu sĩ ra biển bị cướp giết là được truyền về như thế nào? Tại sao có thể khẳng định những thứ tu sĩ mất tích này là bị giết mà không phải rời khỏi hải vực, hoặc là bị yêu thú trả thù? Lý Tử Minh, suy, cười một tiếng nói. Lục sư đệ, chẳng lẽ người khác không nghĩ tới những thứ này sao? Những tu sĩ kia sở dĩ chứng thật là bị sát hại, là bởi vì thi thể bọn họ bị đặt ở hiện trường bị sát hại. Nếu là do yêu thú gây nên, thi thể của những tu sĩ này sớm đã bị xé tan nát thành từng mảnh, hoặc là bị ăn hết rồi. Lý Tử Minh chậm rãi kể cả nói xong, cố ý thở dài tiếp. Lục sư đệ dù sao cũng còn trẻ tuổi a, tu vi không tệ, lịch duyệt cũng còn kém quá nhiều, kiến thức ít ỏi một chút. Chuyện rõ ràng như vậy mà nhìn lại không hiểu. Nói xong, y còn cảm khái lắc đầu một cái, tỏ dáng vẻ rất thất vọng. Trương Tử Phong không biết giữa hai người đã từng có động chạm, đang muốn nói gì đó. Lục Bình cũng cười hướng Lý Tử Minh hỏi. Lý Sư Huynh, giả sử ngươi là đám đạo phỉ chuyên cướp giết tu sĩ, sau khi giết người sẽ còn đem thi thể tu sĩ để lại ở hiện xô. Cái này chẳng phải là muốn nhắc nhở tu sĩ ra biển cần đề cao cảnh giác,
đồng thời nói cho chân linh phái ta biết bọn chúng đang tồn tại sao? Cái đám tu sĩ này chẳng lẽ đần đến không hiểu được ẩn giấu hành tích của bọn chúng cho kỹ mới có thể giúp cho bọn chúng đạt được thu hoạch lớn hơn? Hay hoặc là Lý Sư Huynh cho là cái đám đạo phỉ này đem sự tồn tại của mình cố ý bạo lộ ra là có ý bảo thực lực của chúng đủ để khiêu khích quyền uy của chân linh phái ta? Lục Bình đặt một loạt câu hỏi, đem Lý Tử Minh hỏi đến mặt đỏ tới mang tai. Mọi người nghe Lục Bình phân tích, cũng đều có vẻ suy nghĩ. Hồ Lệ Lệ thì mặt đầy vẻ tán đồng, lúc trước những chuyện này nàng cũng đã sớm nghĩ tới rồi. Trương Tử Phong nghe Lục Bình phân tích, đồng ý nói. Lục sư đệ nói rất có đạo lý, nhưng lục sư đệ cho là đám đạo phi này có mục đích là ở chỗ nào? Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lục Bình, Lý Tử Minh cũng không ngoại lệ, bất quá nhìn biểu tình của y, nếu Lục Bình một khi không nói ra kiến giải hợp lý nào, sợ là y sẽ phản lại trào phúng một phen. Lục Bình suy tư một chút, nói, có lẽ những tên đạo phi này có mục đích chính làm xuất hiện sự khủng hoảng ở trong xuất hải tu sĩ. Trương Tiện Trưởng mới vừa rồi cũng nói, theo những tu sĩ ra biển kia thanh xưng, nếu chân linh phái ta không có cách nào tiêu diệt đám đạo phỉ chuyên săn giết tu sĩ, bọn họ chỉ có thể rời khỏi hoãn trùng hải vực của chân linh phái ta. Lục Bình vừa dứt lời, Lý Tử Minh liền cười khẩy nói. Chuyện thiếu, nếu xuất hải tu sĩ đều rời đi, những thứ đạo phỉ kia còn có đối tượng nào để cướp bóc chứ? Cái này chẳng phải là kiệt trạch chi ngư sao? Người giải thích cái này không thông. Lần này ngay chính Trương Tiện Trưởng cũng nhìn ra giữa hai người có chỗ không ổn. Lục Bình vô thị Lý Tử Minh, nói tiếp. Từ lần trước yêu tộc thừa dịp chân linh phái ta cùng huyền linh phái đối trì, đột nhiên xâm lấn, Bắc Hải liên minh các phái đều có thể nói là tổn thất thảm trọng. Chỉ có chân linh phái ta chẳng những tổn thất nhỏ nhất, mà còn lấy với cái giá hai vị đoán đan sơ kỳ chân nhân vẫn lạc tiêu diệt hai tên phủ chủ của yêu tộc, bao gồm một đoán đan trung kỳ phủ chủ ở trong đó. Đồng thời, chúng ta còn làm bị thương nặng hai tên phủ chủ, là môn phái duy nhất trong Bắc Hải các phái chiếm được thượng phong khi đối kháng cùng yêu tộc. Trong lúc nhất thời, danh vọng của phái ta ở Bắc Hải liên minh tăng lên rất nhiều. Mình dừng tập truyện ở đây, hẹn các bạn tập tiếp theo.